tại sao các bạn muốn nhân tơ mông thì cần phải bổ sung nhiều protein. Cơ mông của chúng ta là nhóm cơ lớn nhất trên cơ thể của chúng ta, mà đã là nhóm cơ lớn nhất trên cơ thể của chúng ta, muốn phát triển nó thì cần có một cái nguồn nguyên liệu lớn, và protein chính là cái nguồn nguyên liệu chính để giúp cho các bạn có thể phát triển cái phần mông tối đa. Lý do thứ hai đó là khi mà các bạn bổ sung nhiều protein á, thì cơ thể của chúng ta nó sẽ tăng lên sức mạnh và sức bền. Khi cơ thể của chúng ta tăng lên sức mạnh và sức bền thì chúng ta có thể là luyện tập nhiều hơn cũng như là mạnh hơn, từ đó tăng mức tạ tốt hơn, giúp cho cái phần cơ mông của chúng ta có thể phát triển tối đa trong cái quá trình mà các bạn luyện tập. Thứ ba đó là khi mà các bạn bổ sung protein á, thì cơ thể của chúng ta nó sẽ tăng sức đề kháng, từ đó giúp cho các bạn là phục hồi cơ bắp cũng như là phát triển thể chất của chúng ta nhanh hơn. Thứ tư đó là khi mà chúng ta bổ sung protein đầy đủ á, thì cơ thể của chúng ta nó cũng sẽ giảm mỡ hiệu quả hơn. Và với bản thân mình đó, thì trước khi mà mình luyện tập á, thì thường mình sẽ uống một cốc soy protein để hỗ trợ cho cái việc mà mình luyện tập tốt hơn, tăng cơ bắp hiệu quả hơn cũng như là phục hồi cơ bắp trong và sau cái quá trình mà mình luyện tập. Còn vào bữa phụ á, thì mình thường uống một cốc Macfit để cung cấp đầy đủ protein carb fat cũng như là vitamin khoáng chất đầy đủ, giúp cho mình phát triển cơ bắp toàn diện và hiệu quả nhất ha. Thì đây là hai sản phẩm các bạn có thể là bổ sung thêm vào bữa phụ và trước khi mà các bạn luyện tập nha các bạn. Ok.